Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin chỉ mặt tàu Hoàng Chí Phong tới Đức, Đại hội Đảng Nguyễn Phú Trọng đắn đo. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất rõ ràng về việc sự đón tiếp nồng nhiệt của nước Đức và bạn bè quốc tế khi nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Chí Phong từ Hồng Kông đã sang tới Đức. Và trong cuộc họp báo Liên bang Đức ngày hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019 tại Berlin, nhà hoạt động dân chủ Hoàng Chí Phong và cộng sự đã tuyên bố sẵn sàng trả cái giá cuối cùng trong cuộc chiến đòi dân chủ cho quê hương. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ngay trong buổi họp báo đó, và đây là hai cái người đã hiện nay đang được quan tâm rất nhiều của dư luận xã hội Đức cũng như quốc tế về cái hoạt động của họ trong cái thời gian vừa qua. Và Hoàng Chí Phong cũng đã nói thêm, ba thập niên trước không ai ngờ rằng Liên Xô sẽ sụp đổ. Điều đó và chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua đúng là như vậy. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy Liên Xô đã sụp đổ như thế nào trong thời gian vừa qua. Đó là tại Cộng hòa Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết đã chính thức tan rã, chấm dứt tồn tại vào ngày 26 tháng 12 năm 1991 bởi bản tuyên bố số 142H của Xô Viết tối cao. Tuyên bố này công nhận nền độc lập của 12 nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết còn lại và thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ông Ensin và ông Gorbachev trong cái thời điểm rất lịch sử đó đang có đưa ra cái bản tuyên bố này. Và chúng ta đã thấy Liên Xô là một cái nôi của chủ nghĩa xã hội cũng đã sụp đổ từ rất lâu, nhưng hiện nay một cái người đã được đi học từ năm 1980, thời những năm 80 tại Liên Xô, đó là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vẫn duy trì cái thể chế chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và điều đó dường như là một cái lạc lõng rất lớn của Việt Nam đối với thế giới. Và nhà đấu tranh Hoàng Chí Phong còn nói thêm, bằng nhiệt huyết và quyết tâm của mình, chúng tôi hy vọng thế giới sẽ nhận thức được rằng người dân Hồng Kông xứng đáng được hưởng nền tự do dân chủ. Và sau khi đến Berlin, anh Hoàng Chí Phong có phát biểu rằng Hồng Kông là một thực thể lớn đứng giữa thế giới tự do và chế độ độc tài của Trung Quốc, và mô tả nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không phải là một chủ tịch mà là một hoàng đế. Và điều đó chúng ta cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, ông Tập Cận Bình đã đưa ra những cái ông đã đưa ra tất cả những cái điều mà đi ngược lại với những cái thỏa thuận với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam về vấn đề chủ quyền Biển Đông, về những cái diễn biến trên Biển Đông các bạn đã chứng kiến. Và bây giờ Trung Quốc tiếp tục đưa tàu vào xâm phạm chủ quyền của Việt Nam để thúc ép Việt Nam và yêu cầu Việt Nam đi ra khỏi cái khu vực đường chín đoạn của họ đã nói. Và cái nước Đức khi cách đây rất lâu rồi đã có cái việc mà đổ tường, và anh Hoàng Chí Phong cũng đã nói điều đó trong cái cuộc họp báo ngày hôm nay. Đó là ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức đã thống nhất. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy người dân Đức đã vui mừng ra sao khi bức tường đã bị đổ. Và điều đó đã làm cho những cái nước Đông Âu còn lại sau đó cũng tiếp tục chuyển đổi thành thể chế dân chủ và tự do như ngày nay. Và dường như quá tức tối trước việc chính phủ Đức đón tiếp nồng nhiệt nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Chí Phong, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin hôm nay 11 tháng 9 đã thông báo như sau. Đại sứ Ken Wu của Bắc Kinh ở Berlin nói, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đức và nhà hoạt động Hồng Kông sẽ làm tổn hại mối quan hệ với Trung Quốc. Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng những gì đã xảy ra hiện nay sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với quan hệ song phương và phía Trung Quốc phải phản ứng. Đây là cái đe dọa của Trung Quốc đối với cả Đức. Sau khi anh ta đến, chúng tôi nhận thấy thật đáng tiếc là một số chính trị gia, và tôi xin nói thẳng, đó là chính là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Maas cũng như một số thành viên của Quốc hội Đức đã gặp ông Vong, đại sứ Trung Quốc đã nói như vậy. Chúng tôi không biết các chính trị gia này có mục đích gì, họ thực sự quan tâm nghiêm túc đến tự do, dân chủ và pháp trị của Hồng Kông, hay họ muốn đổ thêm dầu vào lửa và tiếp đến là trục lợi chính trị từ điều đó. Và đây là cái thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc mà chúng tôi đã dịch ra tiếng Việt và xin chia sẻ để các bạn có thể thấy cái điều này. Và ngay lập tức là báo chí Đức
đã đồng loạt lên tiếng và phản bác lại những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi và những cái gần như điều gần như can thiệp vào công việc nội bộ của nước Đức khi nước Đức tiếp đón ông Hoàng Chí Phong để tới Đức. Và tại Bắc Kinh thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tiếp cận Đại sứ Đức tại đây để phản kháng, và điều này cũng đã được thông báo trong ngày hôm nay do ông Đại sứ Trung Quốc tại Berlin đưa ra. Và không phải chỉ có thế mà trong cuộc thảo luận chung tại Quốc hội Liên bang Đức ngày hôm nay thứ Tư 11 tháng 9 năm 2019, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lưu ý rằng việc tuân thủ các quyền tự do của con người là không thể việc tuân thủ các quyền con người là không thể không có đối với chúng tôi. Điều đó cũng có giá trị đối với Hồng Kông. Thì đây là cái lời tuyên bố của bà. Tuyên bố trên trang tweet của mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas cũng nêu rõ quyền tự do biểu đạt chính kiến là nguyên tắc nền tảng. Điều này không phải chịu bất kỳ sự chế tài nào. Và các bạn có thể tham khảo ngay trực tiếp trên trang tweet của ông Heiko Maas và để biết được những cái điều mà ông ta đã viết ngay trên cái trang của mình. Và điều đó tất nhiên là gây tức giận đối với chính quyền tại Bắc Kinh. Và đối với Việt Nam thì các bạn cũng đã biết chính phủ Đức đã rất quan tâm đến tình hình nhân quyền, và đối với những người tại Việt Nam và với việc hơn 100 người đã bị bắt và xét xử một cách không công bằng trong thời gian nhiều năm qua, và nhiều người đã bị cầm tù và bị kết án những án tù rất nặng nề khi họ chỉ cất lên tiếng nói phản biện lại những cái điều mà nhà nước Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội đưa ra, thì họ đã bị đàn áp một cách dữ dội. Và hiện nay quốc tế và thế giới đánh giá Việt Nam xếp hạng bảng gần như cuối cùng trong cái việc mà cái nơi mà xâm phạm vào tự do báo chí cũng như nhân quyền mạnh mẽ nhất, đó là Việt Nam. Và điều đó dẫn đến việc ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam đã bị đưa ra quốc tế, và họ đã đánh giá như sau. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy trên trang của tổ chức phóng viên không biên giới nói về ông Nguyễn Phú Trọng, và họ ghi rằng đây là kẻ thù của tự do báo chí, và ghi tiểu sử cũng như là những cái hành động của ông ta trong thời gian qua đã đàn áp như thế nào đối với cả những người viết và những người tự do biểu đạt ở trong nước. Và điều này thực sự là một cái sự xấu hổ của rất nhiều những cái người Việt Nam, nhưng nó cũng nói lên tiếng nói rất rõ ràng đối với cái sự đàn áp của một số người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quyền con người mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế. Và ngày mai là ngày 12 tháng 9 tại Berlin cũng sẽ diễn ra buổi trao giải tự do báo chí do tổ chức phóng viên không biên giới, và trong đó có blogger Phạm Đoan Trang là một trong những người được đề cử cho giải này. Và tờ Thời báo.de sẽ tiếp tục đăng tải và chia sẻ video cũng như truyền hình trực tiếp cái buổi trao giải để các bạn cùng biết. Và đây là hình ảnh của cô Phạm Đoan Trang cùng những cái người được tổ chức phóng viên thế giới đề cử trao giải. Và đây là điều rất vinh hạnh cho Việt Nam, cũng như điều đó nói lên rằng quốc tế và các tổ chức phóng viên thế giới cũng như những cái nơi tổ chức ủng hộ cho Việt Nam về nhân quyền, về tự do, họ luôn quan tâm đến Việt Nam và họ mong muốn rằng đất nước Việt Nam phải có cái sự đổi mới và phải đưa cái nhân quyền của Việt Nam lên một mức mới và xứng đáng với những cái gì mà người Việt Nam được cần được hưởng. Và hiện nay tại Việt Nam thì trong lúc đang chuẩn bị nhân sự của Đại hội Đảng, thì cái điều này qua những diễn biến gần đây như chúng ta đã thấy, việc Trung Quốc phải đối phó với Hồng Kông, rồi Trung Quốc đang gặp căng thẳng với Đài Loan khi họ tìm mọi cách để cưỡng bức và thống nhất Đài Loan bằng mọi giá, thì tại Việt Nam thì Trung Quốc cũng đã đưa tàu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, và ngay lúc này, ngay thời điểm này và giờ phút này thì chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc vẫn đang thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đe dọa đến những cái dự án rất lớn dầu mỏ của Việt Nam như mỏ Cá Voi Xanh, hợp tác với ExxonMobil, và ngay tại bãi Thư Chính khi hợp tác với công ty Rosneft của Nga để thăm dò và chuẩn bị khai thác dầu khí. Thì khi Trung Quốc đã bị quốc tế lên án và khi Trung Quốc vẫn đối diện cả với những cái cuộc chiến tranh thương mại rất lớn với Mỹ, thì Việt Nam cũng đây là một cơ hội để Việt Nam có thể tìm mọi cách để thoát Trung và chuyển đổi thể chế dân chủ hơn, tự do hơn, và đưa đến cái bầu cử tự do và cho người dân Việt Nam. Và chỉ có như vậy thì các nước dân chủ và tự do trên thế giới mới thấy rằng Việt Nam thực sự
phù hợp với những cái hệ thống của họ để người dân Việt Nam có tiếng nói tốt hơn, và quốc hội của các nước trên quốc tế, trên thế giới cũng sẽ ủng hộ Việt Nam hơn khi Việt Nam tham gia cùng một thể chế với họ, và điều đó sẽ giúp cho Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình tốt hơn, cũng như người dân Việt Nam có thể tự do đi lại và tự do kinh doanh và tự do biểu đạt trên khắp thế giới, điều mà rất nhiều người dân Việt Nam đang rất mong muốn. Và tất nhiên thời gian tới ông Bộ Ngoại giao Đức cũng như chính phủ Đức rất quan tâm đến những cái vấn đề của Việt Nam tiếp tới đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những thông tin mới nhất, chi tiết nhất đến các bạn để các bạn cùng biết trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý chương trình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019 từ Berlin. Các bạn hãy để lại những bình luận, những chia sẻ sau video này cũng như cho chúng tôi biết những cái yêu cầu về thông tin để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin nhanh nhất và trung thực nhất. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Trường Thuật lần tới. Xin chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Lê Trung Khoa.